Dự báo từ hôm nay 11 tháng 5 đến 20 tháng 5, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Độ mặn phổ biến tại các trạm ở mức tương đương và cao hơn so với độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2022. Trước tình hình xâm nhập mặn có xu thế giảm dần, các địa phương tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 tới ngày 20 tháng 5 tới, chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn có khả năng như sau. Phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây là từ 45 đến 55 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là từ 35 đến 40 km, sông Hàm Luông, Cổ Chiên là từ 40 tới 48 km, sông Hậu là từ 30 đến 40 km, sông Cái Lớn là từ 45 tới 50 km. Xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2022-2023 ở mức tương đương mùa khô năm 2021-2022. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long từ cấp 1 đến cấp 2. Trước tình hình trên, các địa phương thường xuyên phổ biến thông tin về tình hình xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức liên quan chủ động đề phòng ảnh hưởng của xâm nhập mặn.